cha chấm điểm số lô sát sát cha cha ba chấm điểm số ba nhưng khi ông xong anh nhát chấm điểm số lô sát sát cha ông pi chấm ngư bể đốn thà ta nơi khnông prate campuchia dương bị miền chấm ngư vậy để dương chua prate chăn chừng kế ba tổ bạch bòn là cao nhất chấm ngư bể đốn nên sát sát chiếm cứ chia chấm ngư mua đại miền cao chăn nơi khnông prate là chặt campuchia dương chỉ thị xây dương chua prate đôi chia chấm ngư được chiếm chấm ngư stress sát sát chiếm bể đốn chấm ngư khô bạc bẻ đốn và để xa miền nề rộng sắp tổ cộng nâng rồi mà chỉ lẽ ấy gửi nâng khi ta sống dưới những miếng chừng như khô bạc bẻ đốn trả lần hai nhân dựa chừng như bẻ đốn mùi tiết tại sống bồ đài nó cứ chỉ chừng như bẻ đốn tí khổng nợt ta sống nơi cổ ma tôi trôi và hơi nâng cả thì nóng dân nên ai nhìn chụp chừng như bị bắt chừng vạc bẻ đốn chừng như sao bẻ đốn chỉ đa mà bạn cha cha nơi ở cả những khi ông xong anh nhà chụp đẹp xua lục sa sa cha ông pi chụp người stea sa say bể đốn để ban chụp tràn trên kia có phân tích đám bây giờ ban chụp pi chụp người đi bán nhưng khi ông cho ai lục sa sa cha phần chụp phân tích ông pi thả vậy tới chụp bể đốn nó miên tuôn thì dạng đôi mình đánh lá nữa cha mà không mà đá bể đốn rồi bom mà đục dương cứ chỉ sạch bông mình dán để miên tuôn thì tí bạch chiếm tới thì chân sợi điện cai rồi bỏ dường và thấy bạch đồn đấy là tu sống khả năng thì ta nó về là để về miền tu thì việc sói chọc sói cứ ca cái bạch chiếm tới thì chân sợi điện dường mình bán thuộc con mình bán ở về và được chứ hay bạn thì nó về để nhẹ chừng người cọt miền tây hà chừng người bạch đồn cọt cho anh té chỉ chừng người được thuần thục tìm tí ở chùa ca thì bán ở bán trăm trâu nhưng ở bàn tổng tên mình nhìn bà. Chà chà, cho chùm bố chùm ngư sơ sai bệ đồn, sơ sai bệ đồn, ta biết chưa chùm ngư ở vậy chứ? Ai bà có tử? Bà, đòi xa bệ đồn dương cứ chụp sạch đông để miền tuôn tì thường khăn, để miền chụp bạch chiêm cho chị châm sở rời riêng cài dương ấn. Bệ đồn khuôn hay cứ viết ruột riêng bán, đòi xa miền chiêm mà chị châm viết cứ tam rồi dạy sơ sai chiêm bệ đồn, đại kỳ hào thá thì xa bà đáng kỳ hào thá. Lý giải tế cổ rồi nè, và nó kê là để miền phần hà sẽ rưu có tự biết sạch xây cổ rồi nè nâng thôi ai sạch bông bẻ đồ nâng vì miền thiệt sạch lâu rưu có sạch thì chết thôi ai bẻ đồ của ai nụ ấy thì nâng chút nâu hà nị thầy và thử phụ ai bẻ đồ nâng sao rưu có ai cần lại bói kén bẻ đồ tèm rong bàn cha ta cả để stia nít cứ việc mà đan một pi mu là hết rồi vậy ban chỉ chiêm dưỡng sắp tới hố hố tới chưa kẹn stia cọn chân từ bính cha và cá bớt mình men đời xa từ tế vì từ stia hình chẳng kể cứ mu là hết này từng stia hồ say kìm bẹ đồ nâng cứ viên miên mu là hết chả viên miên cắt ta cũng mặt chả chúng stia hồ say kìm bẹ đồ nít cứ chỉ chúng đại ca là phi chả ăn tổ lơ một lúc cha cứ bộ rõ lực pi ảnh hà sập nấm nên sập trái lớp kia ở dưới hà sập làm nấm nó phê đài một nung nung cột miên cắt ta cột nạ chả ăn đôi chỉ cột miên chừng người lợn chiếm cứ có cột miên chừng người từng ngọn bán rồi bảo mình chẳng thấy cột miên chừng người lợn chít cholesterol rồi có mẹ chừng người nâng cột miên thoát lợn từng ngón hai chìm xe nâng cứ thá mẹ chừng người nâng cột ở phía xa bà rầy chả ăn cả ta cũng là tiền ngân hơi như một đàn ói sợ say chim chỉnh trang sợ say chim lại đúng vì làng rừng làng cấn để phía xa bà rắn thì họ sẽ ác hero hero cứ đông khăn ngân hơi bình tĩnh mà đo bình tĩnh mà đón vì được phơi ói rùm tôi nấu quả hậu nấy sợ say chim lại đúng nó tên na mùi để đông khăn ngân vi rộp bớt để phía xa bà kê kè phá rít kia để lạp lát về ngân hơi phụ ở chim nó để hô không sợ say nữa vì cọ mà là về cọ chân tới phụ ở stress sợ say chim lại đâu về nó mình ai miên chim để cho các sợ say chim lại đâu mà để mấy cái chim chim sạch đông bể đông màn thế và chả chả được chứ ban gì cái đây tha sợ stress sợ say bể đông vì mình men chi chủng ngữ tế vì cứ chi phật bị bạ bởi bằng co láng đời sao bộ bài xem chi chán bộ sập chỗ kia tới tại khi nhưng ai này dành chẳng bán ba sàn chẳng bán cả bất cứ chi kho lụy bạn này cả ta cuộc sạ chẳng lại nên tâm thế chỉ như xét và sai chim bệ đồ nó có khi hao thai chỉ chỉnh bộ đá đây thì sao bảo rằng khi hao thai a sắc ít nhiều nhiều cả cứ chi chỉ như mối đại thuần thông ố hao ấy tìm tìa thật phương ca khi bà nó ở toàn về nghĩa nâng ở trầm trần chà chà bà bụng cũng được cho nó tế ca cuộc sạ đó là những vấn đề mình cũng nát thời bật tè
បច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាពេទ្យដល់ល្អហើយក៏ដោយក៏នៅតែមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនៅតែច្រើនបាទចាអំបញ្ញមិញលោកសាស្ត្រាចារ្យបានរៀបរាប់អំពីកត្តាជាច្រើនដែលនាំឲ្យឈានទៅដល់ការកើតជំងឺស្ទះសរសៃបេះដូងដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរជាបញ្ច្រាស់មកវិញថាបើក្នុងករណីនេះតើយើងអាចបានដឹងអាចមានរោគសញ្ញាអ្វីមួយបញ្ជាក់ថាយើងនឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរឈានទៅរោគជំងឺស្ទះសរសៃបេះដូងដែរឬទេក្រៅពីយើងដឹងថាខ្លួនយើងមានជំងឺលើឈាមមានជំងឺកូលេស្តេរ៉ុលហើយនោះចាពីព្រោះនាងខ្ញុំចាអញ្ចឹងនៅប្រតិជឿនលឿននៅពេលដែលអ្នកជំងឺគាត់មានកត្តាគ្រោះថ្នាក់មានសាក់ទើដរីសផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាទោះបីគាត់មិនមានរោគសញ្ញាអ្វីក៏ដោយគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើការ check up ធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុខភាពហ្នឹងផ្នែកបេះដូងហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំម្ដងដោយគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់អាចមានមធ្យោបាយច្រើនសម្រាប់ធ្វើរោគវិឆ័យហើយបានទាន់ពេលវេលាមុនដែលវិឈានទៅដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺគ្រូពេទ្យក៏អាចវាស់ចង្វាក់បេះដូងដែលគេហៅថា electrocardiography ហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏អាចធ្វើការថតចុះ echo បេះដូងគេហៅថា echocardiography ហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺគ្រូពេទ្យឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងធ្វើលំហាត់និងតេស្តលំហាត់កម្លាំងបេះដូងដែលភាសាបរាណគេហៅថា echocardiography ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា stress test ហ្នឹងគឺដើម្បីស្រាវជ្រាវរោគជំងឺនឹងឲ្យឃើញមុនក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះអ្នកជំងឺគាត់មានមិនទាន់ឈានដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរនឹងគឺក៏អាចមានរោគសញ្ញាខ្លះៗដែររោគសញ្ញាដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺការចុកដំទ្រូងដែលជាសារបច្ចេកទេសគេហៅថា angina de pectin គឺអ្នកជំងឺក៏ចុកដំទ្រូងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការធ្ងន់ឬក៏ពេលគាត់ត្រូវធាតុអាកាសត្រជាក់ឬក៏ក្រោយពីបរិភោគអាហារនឹងគាត់មានការជួយដំទ្រូងសញ្ញានឹងហើយគឺជាសញ្ញាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទាមទារឲ្យអ្នកជំងឺនឹងត្រូវតែទៅរកគ្រូពេទ្យឯកទេសដើម្បីធ្វើការពិនិត្យរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទចាចាអំបញ្ញមិញលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍ផងដែរថាអ្នកជំងឺនេះកើតឡើងតែជាលើមនុស្សចាស់ទាំងស្រីទាំងប្រុសចុះក្នុងករណីអ្នកនៅវ័យក្មេងជាង20ឆ្នាំ30ឆ្នាំវិញបើសិនជាគាត់មានករណីធ្វើការខ្លាំងទៅឈឺដើមទ្រូងដែនដើមទ្រូងចឹងគាត់គួរតែនឹកឃើញទៅគិតវិនិច្ឆ័យរោគជំងឺស្ទះសរសៃបេះដូងនេះដែរមិនថាអញ្ចឹងទេចាបាទជាទូទៅជំងឺនឹងកើតទៅលើមនុស្សដែលមានវ័យចាស់ចាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏អាចជួបមានជួបអ្នកជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងនឹងទៅលើអ្នកជំងឺដែលអាយុក្មេងដែរ20ជាង30ឆ្នាំជាងក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាករណីកម្រក៏ប៉ុន្តែបើយ៉ាងណាក៏ដោយបើអ្នកជំងឺក៏មានបញ្ហាចុកដល់ទ្រូងនៅពេលដែលធ្វើការធ្ងន់នឹងមុននឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថាមិនមែនជាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងទេអ្នកជំងឺគួរតែត្រូវតែបានទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យឯកទេសដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែជាករណីកម្រដែលអ្នកជំងឺក្មេងក្រោម30ឆ្នាំហ្នឹងអាចមានជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងវាមិនសូវសម្បូរទេបាទចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិត